Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của HNTV. Hôm nay thì tranh thủ một chút mình lại quay video. Hôm nay có một cái chậu dâu các bạn, chậu dâu Nhật. Nó hôm trước thì mình đưa từ bên trong ra và như các bạn thấy nó khả năng phát triển và chịu đựng nắng mưa của nó rất là ok đúng không? Thì hôm nay mình sẽ làm gì các bạn biết không? Đây, hôm nay mình sẽ tưới dịch chuối các bạn, tức là cái này mình cũng làm khá lâu nhưng hôm trước mình cũng có tưới nhưng mà mình có nghĩa là mình chưa thấy một cái dấu hiệu nào mà cho thấy cái sự khác biệt giữa cái việc tưới dầu cái dịch chuối. Cái dịch chuối này thì mình tự làm ạ, làm mà mình kiểu như là tất cả những cái làm của mình là những cái thử nghiệm, cái trải nghiệm mình làm để mình cũng vừa là học hỏi và nói chung là không có cái ai mà dạy cho mình bằng cái cách của mình tự làm các bạn nhá. Nhưng mà mình nhắc lại các bạn là do là dâu thì mình có đủ số lượng để mình có thể thử, nếu mà lỡ mai có vấn đề gì thì nó cũng không sao các bạn nhá. Còn các bạn không có cái đang ít dâu, mình đang còn trồng trong cái giai đoạn đầu mà các bạn đang nhân giống thì cũng không nên thử các bạn nhá. Thì mình vừa làm rồi mình chia sẻ các bạn, thì các bạn có thể những cái câu hỏi thì chúng ta cùng học hỏi, cùng chia sẻ qua đây. Các bạn thấy thì những cái chậu dâu nó rất là ổn định và buổi trưa nay thì nó cũng hơi nắng nắng các bạn. Mình kết hợp mình bón những cái dinh dưỡng cái dâu tây, trong đó thì có cái dịch chuối các bạn. Thì làm cũng ngẫu hứng các bạn. Thì dâu này nó đang trổ hoa các bạn thấy chưa? Nó đang trổ hoa và có những cái vòi hoa nó đang ra, thì mình sẽ tăng cường cái dịch chuối, tức là thêm phần dinh dưỡng. Hôm nay thì có một vài bạn comment về cái việc mà làm video về cái cách trồng dâu trên luống các bạn nhá. Thì mình đất khá chật các bạn, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng, vì bây giờ nó đang cũng mùa mưa, mình cố gắng tạo điều kiện mình cũng sẽ làm thử nghiệm khoảng 10 gốc. Mình làm theo kiểu cái luống, mình sẽ làm xong đó mình trải nghiệm, bởi vì mình cố gắng trong quá trình mà làm những cái video thì mình làm qua tất cả các bước, dạng như là mình để mình trải nghiệm rồi mình chia sẻ lại cho các bạn nhé. Mình cũng rất là thích ở cái chỗ là các bạn trong quá trình xem video thì các bạn comment, tức là làm những cái nội dung gì, thì thật ra thì tất cả những cái ý tưởng của bạn cũng đều trùng với của mình, cũng nghĩa là mình sẽ trải nghiệm tất cả những cái mà người ta có chia sẻ trên mạng bằng cái thực tế của chính những cây dâu ở trong vườn nhà mình. Thì đó là thứ nhất là nói về một cái comment của bạn nói là về cái dâu trồng luống các bạn nhá. Thì hiện tại thì mình chưa có làm. Và một bạn nói thì dâu của bạn lá rất là vàng úa. Thì các bạn phải phân biệt cái màu vàng. Đây mình sẽ cho các bạn xem đây. Bây giờ thì nó hơi nắng nhỉ. Cái lá dâu màu các bạn đây thì có thể nắng, nhưng các bạn thể thấy là ví dụ như mình thì mình nhìn qua cái lá, các bạn có thấy là cái màu hơi nhạt nhạt vàng. Cái lá xanh nó sẽ là xanh như thế này, các bạn thấy màu xanh đúng không? Nhưng mà nó ngả hơi màu vàng. Thì những cái lá này thì các bạn có thể bổ sung thêm một chút NPK, hoặc là thường thì mình bón cả NPK để cho nó tăng cái dưỡng chất thì nó sẽ xanh lá trở lại, hoặc là các bạn tăng cường thêm lân. Còn nếu như các bạn mà thấy cái màu vàng mà theo kiểu này các bạn nhé, thì các bạn có thể thấy được là nó thể hiện cái sự vàng úa của nó, vàng mà nhạt này các bạn này, là các bạn có thể bổ sung cho nó một chút phân NPK, rồi các bạn bón thêm các loại phân hữu cơ khác các bạn nhé. Đấy thì các bạn lưu ý như vậy. Thì bây giờ thì mình sẽ lấy một chút cái dịch chuối các bạn. Mình thì cái này mình xay á, xay cho mình bỏ vào trong cái ngăn mát của tủ lạnh các bạn, nó đặc mà thì nó rất là thơm các bạn. Nhưng mà mình ngâm ở ngoài thì nó lại có mùi, cũng không biết là tất cả là đều là cái trải nghiệm các bạn. Mình sẽ rót một ít vào đây. Nó đặc các bạn, cho nên là mình lắc đều đây. Lắc rồi là mình sẽ pha thêm nước các bạn. Đó, một cái chậu của mình thì chậu dâu đây này. Các bạn thấy chưa? Cái chậu dâu nó có hoa đó. Thì mình pha chừng này các bạn. Cái ly trà sữa có chừng này thôi. Tất cả là những cái trải nghiệm. Cái dâu dịch chuối thì nó tăng cường cái dưỡng chất đó các bạn, để cho nó ra hoa đậu quả. Vì một cái chậu dâu này thì vì mình trồng nhiều loại dâu các bạn, cho nên là mỗi loại dâu thì nó có một cái thế mạnh khác nhau, rồi nó cũng có cái thời gian sinh trưởng nó, nhưng mà nó khác. Mình pha thêm nước các bạn nha. Đó các bạn thấy không? Đó cái cách mà hòa dịch chuối rồi tưới của mình á.
tất cả những cái mà làm á là mình xem rồi mình học hỏi rồi mình tự làm các bạn nhá. Mình thì chẳng có cái công thức nào cả các bạn thấy không, nhưng mà thì các bạn thì mình qua những cái tất cả là đều qua những cái thấy, hình ảnh các bạn thấy đó, vừa là cái trải nghiệm mà cũng vừa là cái kiểu như mình làm tự làm rồi mình học hỏi cái gì hay thì các bạn cũng có thể học theo ha, làm theo. Chứ còn thật ra là mình nói mà để chia sẻ theo một cái công thức đấy là rất là khó, nhưng mà mình thì cứ làm chậm chắc, có nghĩa là một thứ một ngày một chút, mỗi ngày một chút rồi thấy nó cái gì mà nó thế mạnh lên thì mình rút kinh nghiệm. Đây mình tưới cho các bạn nha. Này thì mình tưới vào gốc chứ mình không có, mình thì mình không có hay dùng những cái qua bón lá đó các bạn. Chủ yếu là mình thì chủ yếu là mình tưới gốc các bạn nhá. Đấy. Kể cả là dịch chuối cũng vậy, mình tưới gốc thôi, những cái cây mà đang cho hoa đó các bạn. Nó đang cho hoa thì mình sẽ tưới vào gốc nó. Tăng cường dưỡng chất đó các bạn, tăng cường dưỡng chất cho nó. Trong chuối thì nó có kali các bạn. Nói chung là cứ nghe thằng nghe người ta nói chia sẻ thì mình tự làm và nó được cái kết quả nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thôi, chứ thật ra không có công thức nào hết đó. Mình một cái ly trà sữa nhỏ nhỏ thôi các bạn, nhỏ nhỏ. Mình cái dịch chuối này là mình bỏ trong tủ lạnh các bạn, ngăn mát á, thi thoảng là cứ có cái cây nào mà nó đang trong cái giai đoạn mà nó cho hoa cho trái là mình thường tưới các bạn, chứ còn ví dụ tưới đồng loạt thì mình chưa có tưới các bạn nhá. Thế nên là cái cách làm dịch chuối thì các bạn cũng có thể là ở trên mạng cũng rất là nhiều. Mình làm là bằng cách là mình xay ra. Mình xay rồi mình nấu đấy các bạn, nấu mình để nguội mình bỏ tủ lạnh mà thấy nó cũng thơm thơm các bạn. Mình có hai cách làm, một cái thì mình làm mình ngâm với nấm ủi nấm chi cô đề ma rồi một chút nước mía thì thấy có vẻ nó có mùi nó không được thơm như cái này. Thì nói chung quá trình mình làm mình sẽ cố gắng mình làm rồi những cái gì hay hay mà nó đặt có hiệu quả thì mình chia sẻ với các bạn thôi, vậy thôi các bạn nhá. Đó, thì hôm nay lại nói chung là cứ làm cái gì mà nó hay hay mình lại chia sẻ với các bạn, nhưng các bạn chia sẻ cho các bạn cho nó thứ nhất là các bạn xem thêm một chút kiểu là cái cách của mình làm. Các bạn thấy nó hay có hiệu quả thì các bạn cứ cứ làm kiểu như mình. Đấy, những cái nào mà không nên thì tất cả là những cái trải nghiệm, thì không nên thì mình nói là các bạn không nên. Đấy, còn những cái các cái này thì đó mình làm như vậy đó, mình tưới dịch chuối rồi xong mình mang mọc cất đi các bạn, cất đi rồi hôm sau mình lại đây mình lại tưới một lứa khác. Hy vọng thì nếu như mà nếu mà đang cái giai đoạn ra hoa này á thì nó có sự thay đổi hoặc nó có cái chiều hướng như thế nào tốt hơn thì kết quả mình lại chia sẻ với các bạn ở một cái video khác. Thì mình xin kết thúc video ở đây và xin chào hẹn gặp lại các bạn. Nó đang nắng mà nó lại mưa mưa luôn đó các bạn. Đấy. Nhưng mà các bạn thấy không? Dâu Nhật nó phát triển rất là ok ha. Đấy, những cái chậu dâu như thế này thì là rất là hiệu quả đó các bạn. Cơ bản là chờ nó ra hoa cái trái là thôi ha. Đấy. Nói chung là các cái dòng Nhật thì thông thường thì hoa trái nó rất là ok, mặc dù nó không nhiều thôi nhưng mà rất là ok các bạn nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.